chúng sanh và sanh thú. Biên soạn Sadhammacotika. Việt dịch Tỳ Khưu Giác Nguyên. Người đọc Hướng Dương, phát danh Hạnh An. Lời tựa: vấn đề sinh hoạt hữu tình và cảnh giới tái sinh cũng là những đề tài cần được lưu ý khi nghiên cứu Phật giáo, mà nhất là khi tìm hiểu về tạng diệu pháp. Trong bộ Abhidhammasangaha của Ngài Anuruddha, một tài liệu được đánh giá là chìa khóa cho 7 bộ diệu pháp, cũng dành ra một phần để đề cập tới hai vấn đề đó, mà gọi theo từ thường dùng của học viên vi diệu pháp là vấn đề người cõi. Để đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo cho sinh viên vi diệu pháp nói riêng và cho giới nghiên cứu nói chung, Ngài giáo thọ sư Sadhammacotika, vị sáng lập Viện Đại học Vi Diệu Pháp tại Thái Lan, đã bỏ công biên soạn bộ sách này một cách khá tỉ mỉ. Dĩ nhiên, phải tra cứu tất cả các tài liệu cần thiết, mà chủ yếu là sớ giải của chư vị Thánh Tăng. Trong cuốn này có những điều nằm ngoài khả năng suy luận của chúng ta, nhất là vấn đề thế giới quan. Trong lĩnh vực đó, ta có thể nói rằng chỉ ở kinh điển Phật giáo mới cặn kẽ rộng rãi đến như thế, và có lẽ vì vậy mà trở thành một cái gì đó mông lung mơ hồ đối với phần đông, điển hình là những người mang nặng định kiến vật chất cực đoan, vốn có thói quen đem kiến thức khoa học nửa mùa cạn cợt của bản thân mà suy luận và đánh giá tất cả những cái vượt ngoài khả năng tư duy quá ư hạn chế của mình. Đứng trên lập trường khách quan, dứt bỏ mọi kinh nghiệm nông nổi, mọi thành kiến cứng nhắc chai sạn, rồi bình tĩnh quan sát. Đó là tiêu chuẩn không thể thiếu được trong ước muốn mình chỉ là một chiếc máy vi tính. Dù gì thì việc chuyển ngữ bản kinh này cũng là một công đức, xin đó hãy là nguồn động lực thúc đẩy cho mọi ước nguyện của chúng ta, người dịch và những ai tùy hỷ sớm được thành tựu. Tỳ kheo Giác Nguyên. Giải về địa ngục. Niraya. Tiếng Niraya được chiết tự như sau: Ni là không, cộng Aya là sự tiến hóa, sự an vui hạnh phúc. Ayati Vadatiki Ayo. Aya là thoải mái tiến bộ. Ajitabo Sadetaboti Ayo. Khát vọng là Aya. Nathi Ayo Ethati Nirayo. Địa ngục là chỗ không có thoải mái tiến bộ, không đáng để ước vọng mong mỏi. Có tất cả 8 đại địa ngục và 5 đa khổ địa ngục. Usadanaraka. Trong mỗi địa ngục có 16 đa khổ địa ngục, vậy nếu nói rộng thì có đến 128 đa khổ địa ngục, tức mỗi hướng của một đại địa ngục đều có 4 đa khổ địa ngục. Nếu tính 8 hướng thì có lên tới 256 đa khổ địa ngục. Trong 5 loại đa khổ địa ngục, nếu gom 2 địa ngục Asipata và Nanaraka và Vetarani vào thành một thì chỉ còn 4 loại đa khổ địa ngục thôi. Ở đây tiếng Usada có nghĩa là nhiều, đa dạng, phức tạp, như câu giải tự sau đây: Usidati na na dukkha etati Usada. Ở địa ngục này có đủ mọi hình thức đau khổ. Vị trí các địa ngục. 8 đại địa ngục nằm trong lòng địa cầu của nhân loại, ngay phía dưới chân Diêm Phù, Ấn Độ. Địa cầu này dài 240.000 do tuần. 1/2 lớp phía trên được gọi là Pamsupatavi. Lớp này dài 1.020.000 do tuần. Chú thích có nghĩa là lớp đất bình thường, đất bụi, hết chú thích. Còn phần lõi của địa cầu thì được gọi là
Silapathavi, Bạch Địa, dài 1 ức 20.000 do tuần. Và trong lòng đất sâu đó, mỗi đại địa ngục cách nhau 15.000 do tuần. Từ mặt đất của Châu Diêm Phù Đề đổ xuống lòng địa cầu 15.000 do tuần, thì tới đại địa ngục Sanjiva. Từ đại địa ngục Sanjiva đi xuống đại địa ngục Kansuta, xuống đại địa ngục Sangata, xuống đại địa ngục Rarava cũng vậy. Cứ thế, Rarava với Mahatapana, Mahatapana với Avisi đều trên dưới nhau 15.000 do tuần. Nghĩa là từ mặt địa cầu trở xuống 15.000 do tuần là tầng địa ngục đầu tiên, và cứ thế 8 tầng nằm chồng lên nhau. Mặt đất dài 240.000 do tuần này được nằm trên một lớp nước dài 480.000 do tuần. Tầng nước này lại nằm trên một lớp gió dài 960.000 do tuần. Một do tuần tương đương với 13 dặm Anh, mile, tức bằng 20 cây số, kilometer. Hết lớp gió là một khoảng hư không. Khoảng hư không này được gọi là Hetima Ajatakasa, thượng tầng hư không. Còn các đa khổ địa ngục, hay còn gọi là các tiểu địa ngục, thì nằm phụ cận với các đại địa ngục, cũng có hoặc nằm rải rác ở khắp các nơi như núi rừng, biển cả hay những hoang địa xa xôi không có người. Diêm Vương Quỷ Sứ Yama Raja Niraya Pala. Diêm Vương chính là chúa tể của loài ngạ quỷ Vemanika, thì khi sống hưởng lạc, như một vị trời cũng có thiên cung, cũng có thiên nữ hầu hạ, cũng có giường tiên, thiên viên và cây như ý, Kaparakha, nhưng cũng thường xuyên chịu đau khổ do những ác nghiệp mà mình đã tạo ngay trong địa ngục. Hai bộ sớ giải Papanchasudani và Manorathapurani đã ghi như sau. Tiếng Kamavipaka ám chỉ cho ác nghiệp. Nói rõ hơn, Diêm Vương là những kẻ khi còn làm nhân loại vừa tạo ác vừa tu thiện, sau khi chết sinh vào cõi tứ thiên vương làm người lạc vô nhân Sugati Ahetuka, hoặc người nhị nhân hay tam nhân. Đôi khi cũng có những vị Diêm Vương chứng ngộ thánh quả. Khi nào còn là phàm nhân thì có lúc vị ấy hưởng lạc, có lúc chịu khổ. Khi nào chứng thánh quả xong thì chỉ hưởng lạc thôi. Trong Tika của hai bộ sớ giải trên có ghi, trong mỗi đại địa ngục không phải chỉ có một Diêm Vương mà thật ra có tới nhiều vị. Mỗi cửa địa ngục có một vị, tổng cộng lại một đại địa ngục có 32 Diêm Vương. Trong Papanchasudani và Manorathapurani ghi rằng, tại mỗi cửa trong tổng số 32 cánh cửa của đại địa ngục đều có 4 đa khổ địa ngục. Lấy 32 nhân với 4 ta có 128 đa khổ địa ngục. Trở lại vấn đề Diêm Vương thì cứ mỗi một đa khổ địa ngục thì lại có một vị. Và một đại địa ngục có được 4 cửa, mỗi cửa của đại địa ngục có được 4 cửa, mỗi cửa của đại địa ngục có 4 đa khổ địa ngục, vì thế mới nói là một đại địa ngục có 32 Diêm Vương. Điều này thì y cứ theo Sutta Sangha Atakatha và Devadutta Sutatthakatha. Nói về quỷ sứ Niraya Pala, họ không phải là chúng sinh trong địa ngục vì trách vụ của họ không phải là do ác nghiệp mà lại là quả của đại thiện bậc cấp. Các quỷ sứ thuộc về hàng chư thiên, tứ đại thiên vương nằm trong giống quỷ la sát, Rakhasa, bộ Kathavatthu, Anuttika và Upasipanasakatika đã nói như vậy. Có thể sẽ có người thắc mắc rằng nếu các quỷ sứ không phải là chúng sinh địa ngục thì tại sao họ lại sinh ở địa ngục? Các ngài giải thích rằng các quỷ sứ ấy khi còn ở cõi người là những kẻ thích thú trong việc hành hạ trừng phạt chúng sinh khác, nhưng cũng biết tạo trữ công đức. Chính công đức ấy
giúp họ được sinh vào thiên chúng tứ đại thiên dương, và bản tính hung tợn kia phối hợp với công đức đưa những vị trời la sát đó xuống địa ngục giữ trách nhiệm trừng trị tội nhân. Các quỷ sứ đều có một thân hình đồ sộ khổng lồ, họ mạnh khỏe hơn tất cả các tội nhân trong địa ngục, hình dáng thì hung tợn dữ dằn để uy hiếp tội nhân. Họ hành hạ người khác như một trò vui không bao giờ biết chán. Điều này y cứ vào Kathavatthu Anuttika Uparipanna Sakatika. Còn những con kênh kênh, con quạ diều hâu trong địa ngục, chúng là những dạ xoa, có hình dáng những con thú ấy thôi, chứ đối với những loại thú vật bình thường, làm sao có thể có những kỳ hình dị tướng đáng sợ đến thế được. Vấn đề thiên sứ Devaduta. Tất cả chúng sinh trong đời đều có thiên hướng khác nhau, mỗi người có một cơ tánh riêng biệt, nhưng nếu xét trên khía cạnh tổng quát thì tất cả chỉ nằm trong bốn trường hợp sau đây. 1. Thích sống thiện hơn sống ác. 2. Vừa thích tu thiện mà cũng ưa tạo ác. 3. Tánh thích tạo ác hơn tu thiện. 4. Tánh thuần ác, chỉ nghiêng về điều ác. Hạng đầu tiên, tới giờ cận tử, chỉ cần nhờ tới đại công đức của mình, cũng đủ tái sinh lạc cảnh, sự hồi tưởng công đức của hạng này vô cùng dễ dàng. Hạng thứ hai, tới lúc cận tử phải cố sức nghĩ về những thiện sự của mình đã làm, hoặc phải có người khác nhắc nhở luôn miệng, mới hy vọng tránh khỏi đọa xứ. Nếu chính mình phóng dật hoặc thế sự nhắc nhở thì rất dễ dàng vọng niệm mà sa đọa. Hạng thứ ba, vốn liếng công đức kém hơn những ác nghiệp đã huân tập nên không thể tự mình gợi lại các thiện sự đã làm, bởi chúng quá ít ỏi, cho nên tới lúc cận tử phải cần có người nhắc nhở, mà sự nhắc nhở ấy đòi hỏi phải có sức tác động mạnh, một lời nhắc nhở chí thiết và sâu sắc, chứ không thể hời hợt lỏng lẻo. Riêng về hạng người thứ tư thì chỉ có thể tránh khỏi đọa xứ khi được sự giúp đỡ của Đức Phật và các đại thanh văn, hoặc nhờ vào một công đức nào đó trong đời quá khứ, mà thường điều này rất mong manh. Đối với hạng thứ tư này, khi đã sinh vào địa ngục thì không có cái may mắn được gặp Diêm Vương. Còn hạng thứ hai, thứ ba, khi xuống địa ngục có thể được gặp Diêm Vương để vị này nhắc nhở cho hồi tưởng lại công đức cũ, nhờ vậy may ra có thể thoát khỏi địa ngục. Tức là khi gặp hai hạng người này, quỷ sứ sẽ dẫn họ tới diện kiến Diêm Vương, vị ấy sẽ hỏi họ về các hiện tượng thiên sứ rằng, khi thấy cảnh sinh già, đau chết trong đời người, có biết tu tỉnh thân tâm, tạo trữ công đức chăng? Nếu những tội nhân đó nhớ lại được phước báu của mình đã làm khi còn ở cõi người thì lập tức thoát địa ngục để tái sinh làm người hay trời. Nếu những tội nhân ấy không nhớ được gì thì Diêm Vương sẽ nói với họ như sau. Mọi nghiệp sự của ngươi đã làm không phải do cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy tổ, chư thiên hay bất cứ người nào khác. Vì vậy, ngươi phải tự chịu trách nhiệm về những nghiệp sự đó, không ai có thể gánh vác các vị thục quả đó thay cho ngươi đâu, làm sao thì chịu vậy. Diêm Vương sẽ gợi ý cho các tội nhân ấy nhiều lần, nếu họ tự nhớ thì thôi, bằng như không thể nhớ được thì Diêm Vương sẽ suy nghĩ, người này khi ở cõi người có tạo công đức gì không? Nếu những ai lúc còn mang thân nhân loại biết tạo trữ phước báu và hồi hướng đến các Diêm Vương, thì khi họ bị sinh vào địa ngục, các vị Diêm Vương sẽ nhớ lại được công đức của người ấy đã tạo, vì các vị đó đã có nhận phước từ người ấy. Nếu người ấy có tạo 10 công đức mà quên hồi hướng cho Diêm Vương, thì Diêm Vương không thể nhớ giùm họ những công đức ấy, khi quán xét thế không thể giúp cho người đó được gì, bởi không nhớ họ đã tạo phước gì để gợi ý cho họ hồi tưởng, thì Diêm Vương sẽ ngồi im lặng, lúc đó
các quỷ sứ sẽ lôi người ấy để trừng trị một cách thích đáng với những ác nghiệp đã tạo. Nếu các diêm vương nhớ được người ấy đã tạo công đức gì, thì các vị ấy sẽ nhắc trực tiếp cho người ấy nhớ, nhờ vậy người ấy sẽ thoát được cảnh địa ngục. Vì vậy khi làm công đức gì chúng ta không nên quên diêm vương, phải nhớ hồi hướng đến họ, họ sẽ giúp đỡ chúng ta một cách hiện hữu và đắc lực khi một mai chúng ta lỡ sinh vào địa ngục của họ. Biệt giải về các cảnh địa ngục lớn. 1. Sanchivanaraka gọi là địa ngục Sanchivanaraka vì ở đây các chúng sinh cứ mãi chết đi sống lại, tức là tội nhân trong địa ngục này bị quỷ sứ dùng vũ khí nung đỏ hành hạ đến chết, rồi họ lại tái sinh trong đó để tiếp tục chịu những hình phạt. 2. Kalasutanaraka gọi là địa ngục Kalasutanaraka vì đây là các chúng sinh bị quỷ sứ đánh đập bằng một cọng roi màu đen, rồi dùng các thứ hung khí bén nhọn khác băm dầm, đâm chém ngay khi họ vừa ngã xuống dưới trận mưa đòn tới tấp. 3. Sanghatanaraka gọi là địa ngục Sanghata vì chúng sinh tại đây bị những hòn núi sắt thiết sơn khổng lồ và cháy đỏ nghiền nát, trong khi họ bị lún trong mặt thiết địa đất bằng sắt sâu ngang eo lưng. 4. Roruvanaraka gọi là địa ngục Roruvo vì chúng sinh ở đây than khóc thảm thiết suốt đêm ngày, sở dĩ còn được gọi là địa ngục Duma Roruva vì ở đây các tội nhân luôn bị ngạt thở vì khói nên kêu khóc bi thiết. 5. Maharoruvanaraka gọi địa ngục Maharoruvo hay Jalaroruvo vì khắp chín cửa địa ngục đều bị lửa bao phủ thiêu đốt nên chúng sinh tại đây suốt đêm ngày cứ kêu khóc ầm ĩ. 6. Tapananaraka Chulatapananaraka gọi là địa ngục Tapana hay Chulatapana vì đây các chúng sinh sau khi bị quỷ sứ dùng cọc sắt cháy đỏ đóng vào người, tiếp theo sẽ bị lửa đốt cháy đau đớn. 7. Mahata Pananaraka Pata Pananaraka gọi là địa ngục Mahatapana hay Patapana vì tội nhân ở đây bị buộc phải leo lên tuột xuống một hòn núi sắt cháy đỏ. Sức nóng ở địa ngục này thật khủng khiếp. 8. Avijinaraka gọi là địa ngục Avijin A Tỳ vì ở đây rất đông đảo tội nhân và lửa cháy liên tục không ngừng. Mỗi người đứng khích khao, chật ních, không có kẻ hở, giữa các ngọn lửa không có kẻ hở, không một giây phút nào, sự đau đớn được tạm thời, gián đoạn, lắng dịu. Các đau khổ địa ngục hay tiểu địa ngục. 1. Gutanaraka, địa ngục xú phẫn, đối với những chúng sinh có quá nhiều ác nghiệp, sau khi thoát khỏi A Tỳ địa ngục rồi, vẫn chưa được thoải mái ngay, họ phải tiếp tục sinh vào địa ngục xú phẫn do quả nghiệp dư sót. 2. Kukulanaraka, địa ngục nhiệt khôi, tro nóng. 3. Simpalivanaraka, có nơi ghi là Simpalivanaraka, là địa ngục gòn gai, ở đây có những khu rừng mọc toàn thứ cây gòn gai. 4. Asipatavanaraka ở địa ngục Asipata có những khu rừng mà lá cây trong đó đều là những lưỡi kiếm. 5. Vetaraninaraka có nhiều nơi ghi là Vetarani. Sau khi thoát khỏi địa ngục Asipata, những chúng sinh chưa chấm dứt hoàn toàn các ác nghiệp dư sót sẽ phải tiếp tục sinh vào địa ngục Vetarani ngay sau đó.
Địa ngục Vetarani là địa ngục mà các tội nhân ở đó bị ngâm trong nước kiềm. Theo bộ Lokapanatipakiyarana thì có tới 8 đa khổ địa ngục. 1. Agarakasuniraya, địa ngục than hừng, tạm dịch là địa ngục nhiệt tháng. 2. Loharasaniraya, địa ngục đồng dịch, nước đồng chất, đồng đen nấu cháy thành nước. 3. Kukulaniraya, địa ngục nhiệt khôi. 4. Agisamodakaniraya, địa ngục nhiệt thủy. 5. Lohakumbiniya, địa ngục nồi đồng. 6. Guthaniraya, địa ngục sú phẫn. 7. Supalivananiraya, địa ngục gòn gai. 8. Vetaraniraya, địa ngục toan dịch hà. Trong 8 hướng của một đại địa ngục có tất cả 32 đa khổ địa ngục. Vậy trong tam đại địa ngục có tới 256 đa khổ địa ngục. Theo Samuita Thakatha và Agutara Thakatha thì có 12 cánh địa ngục Avichi, những địa ngục mà đau khổ không có gián đoạn. 1. Pahasa Niraya. 2. Aparajita Niraya. 3. Abuddha Niraya. 4. Nirabuddha Niraya. 5. Ababada Niraya. 6. Ahana Niraya. 7. Ata Niraya. 8. Kumuda Niraya. 9. Sogandhi Niraya. 10. Upala Niraya. 11. Pundarika Niraya. 12. Mahapaduma Niraya. Ác nghiệp tương ứng với từng địa ngục. 1. Những kẻ cậy thế vì có thân lực Kayabala, tài sản lực Bogabala hay quyền lực Anabala mà bạo hành, uy hiếp kẻ khác hoặc những tên thảo khấu đạo tặc hung tợn. Sau khi chết, phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Sanjiva. 2. Những kẻ hành hạ người tu hành, bất luận là chân tu hay giả mạo, thì sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Kalasuta. Đôi khi người giết cha mẹ cũng bị sinh vào địa ngục này, theo Sankhitajataka. 3. Những kẻ giết hại thú vật, bất luận là gia súc hay thú hoang, sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Sangata. 4. Những kẻ chuyên nghề phú sơn, lâm, đâm hà bá, như các tay thợ rừng hay dân đánh cá, bẫy thú, đào kinh ngang rạch. Những kẻ vô cớ xúc phạm người khác thì sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Chularuruva. 5. Những kẻ gian lận tài sản người khác, nhất là trộm cắp của cha mẹ, thầy tổ, bậc sa môn, sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Maharuruva. 6. Những kẻ đốt phá nhà cửa, chùa chiền, đền tháp, dầu của tăng hay của tục, sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào địa ngục Chulatapana. 7. Những kẻ tà kiến, bất luận là Ucheda Dithi, đoạn kiến, Sasada Dithi, thường kiến, Nathika Dithi, vô thần kiến, Ahetuka Dithi, duy vật kiến hay vô nhân kiến, Akiriya Dithi, vô hành kiến hay vô nhân quả kiến, và còn tác động cho người khác, xu hướng theo quan điểm của mình, thì sau khi chết phần lớn đều bị sinh vào hai địa ngục Mahatapana hoặc Vetarani Usadanaraka. Trong Nemirachata giải thích rằng Nathikaditi là gồm những chủ kiến như sau: A. Nathidinam, bố thí không có quả báo. B. Nathijitam, sự cúng dường tam bảo là vô ích. C. Nathihutam, sự cúng dường chư thiên là vô ích. D. Nathi Sukataduka Tanam Phala Vipako, không có cái gì là thiện nghiệp, ác nghiệp. E. Nati Mata, người mẹ không có công ơn, ân đức gì đáng kể. Sự xúc phạm tới bà không có gì là tội ác. F.
Natthipita, người cha cũng chẳng có công ơn, ân đức gì với các con cái, ông chỉ là một vật chất. Rê, Natthi, Samana, Ba, Mana, trên đời không có ai là Sa Môn, Bà La Môn chính chắn khả kính cả. H, Natthisata, Opapatika, không bao giờ lại có người, vô hình, những loài hóa sinh. Y, Natthi, Ayam, Loko, không có đời này. Tri, Natthi, Paraloko, không có đời sau. Con người ta chết rồi là hết, thì kể chi tới vấn đề kiếp này hay kiếp sau. 8. Những kẻ phạm vào ngũ nghịch đại tội hay những kẻ cố tình xúc phạm thánh nhân bằng hình thức này hay hình thức khác, hoặc cố tâm đập phá các thánh tích Phật giáo, chùa chiền, cùng những kẻ mang nặng tà kiến cố định. Niyata Michaditi, tức là Natthikaditi, Ahetukaditi, Akiriyaditi, thì sau khi chết luôn bị sinh vào địa ngục Avichi hay Lohakumbi. 9. Người nữ nào cố tình phá hư thai của mình thì sau khi chết sẽ bị sinh vào địa ngục Vetarani theo Sakichajataka. 10. Người nào ngoại tình rồi phá gia can kẻ khác bất luận nam nữ, sau khi chết sẽ phải sinh địa ngục Simbalivana và tiếp theo đó là Lohakumdi cùng xuất xứ trên. Nhưng theo chánh tạng Jataka, bậc đạo sư dạy rằng thường khi người nữ ngoại tình phá gia can kẻ khác sau khi chết bị sinh vào địa ngục Sanghata, còn người nam phạm cùng tội ấy thì bị sinh vào địa ngục Angarakasu. Chuyện vua Nemi du hành địa ngục. Có kiếp Bồ Tát sinh làm đức vua tên Nemi, đức hạnh cao vời khiến đế thích cảm phục cho thiên tử Matali đánh xe xuống cõi người, đưa ngài đi du hành thiên giới và địa ngục cho biết tận tường. Xe trời xuống đến địa ngục Varanasi, vua Nemi thấy chúng sinh ở đây bị hành hạ đau đớn, liền hỏi thiên tử Matali, họ đã làm nghiệp ác gì để phải chịu khổ như vậy? Vị này thưa rằng, những tội nhân đó khi còn ở cõi người đã cậy thế bức hiếp hành hạ kẻ khác, nên sau khi chết bị sinh vào đây. Thiên xa lại đi đến một địa ngục mà ở đó có rất nhiều con chó vện khổng lồ, rượt bắt các tội nhân để ăn thịt. Vua Nemi hỏi ác nghiệp của họ, Matali đáp rằng vì đời trước họ là những người bủn xỉn keo kiệt, đánh mắng các sa môn bà la môn tu hành. Địa ngục này có tên là địa ngục chó vện. Thấy các chúng sinh bị hành hạ bằng những thanh sắt nung đỏ trong địa ngục thiết địa, vua hỏi ác nghiệp của họ. Matali cho biết là vì khi còn làm người họ đã hành hung, xúc phạm những người hiền thiện, những nam nhân, nữ nhân giới hạnh. Xuống tới địa ngục nhiệt tháng thấy chúng sinh ở đây bị nung trong than hừng. Vua Nemi hỏi, Matali đáp vì khi còn là nhân loại những tội nhân này xài đồ công như của riêng mình và dối gạt mọi người để thu gom về mình. Xuống đến địa ngục nồi đồng thấy chúng sinh bị đun sôi trong nồi. Vua Nemi hỏi Matali đáp vì khi còn là người những kẻ này đã xúc phạm các sa môn bà la môn. Đây là một trong hai địa ngục nồi đồng thứ hai. Vua Nemi thấy các chúng sinh ở đó bị cắt đầu, nằm la liệt mới hỏi lý do. Matali đáp, vì khi còn ở cõi người, họ là những người chuyên bắt giết chim chóc. Tới địa ngục tro nóng, nhiệt khôi, Vua Nemi thấy một dòng sông và mỗi khi chúng sinh ở đó tới uống, dòng sông lập tức chỉ còn là những tro nóng. Hỏi lý do, Matali đáp, vì đời trước những người này buôn bán, gian lận, pha trộn, đánh tráo hàng hóa với những vật tầm thường như lấy cát đất bỏ vào gạo thóc để cân nặng hơn chẳng hạn. Tới địa ngục hung khí, Vua Nemi nhìn thấy chúng sinh ở đây bị hành hạ bằng giáo mát, bèn hỏi lý do. Matali đáp vì đời trước họ chuyên ăn xén, ăn bớt của tha nhân để nuôi mạng. Thiên xa lại đưa Vua Nemi xuống địa ngục đóng thịt. Tại đây, ngài nhìn thấy chúng sinh bị quỷ sứ cột cổ bằng dây sắt nung đỏ,
rồi đè ngã xuống mặt đất, sắc cũng rực đỏ, sau đó dùng đồ bén nhọn băm dằm ra. Hỏi lý do, Matali đáp, đời trước họ là những kẻ giết thịt để buôn bán. Tới địa ngục phấn niệu, Uttarapasava Yonemi thấy chúng sinh ở đây đang ăn uống với phân và nước tiểu, thì hỏi lý do, Matali đáp, vì đời trước họ là những kẻ phản bạn, vong ân, hãm hại bạn bè. Tới địa ngục, huyết nùng, thấy chúng sinh ở đây phải uống máu mủ để khỏi đói khát, bèn hỏi lý do, Matali đáp, vì đời trước họ đã sát hại cha mẹ và La Hán, những tội được xem là Trihivesa Parachika, tội triệt khai của cư sĩ. Xuống địa ngục Thiết Câu, Yonemi thấy các tội nhân bị quỷ sứ lấy lưỡi câu cháy đỏ to bằng cây thốt nốt, móc lưỡi ra và kéo ngã xuống nền địa ngục bằng đồng, cũng đang cháy đỏ rực, rồi bắt đầu dùng hung khí bén nhọn, lột da, như lột da con bò vậy. Vua bèn hỏi lý do, Matali đáp rằng, vì đời trước những người này buôn bán với giá cắt cổ, họ dùng lời đường mật giả dối để lường gạt khách hàng. Tới địa ngục Thiết Sơn, Yonemi thấy các nữ tội nhân ở đây thân thể tả tơi, đầm đìa, lầy lụa những máu mủ, bị chôn lún xuống nền địa ngục sâu tới thắt lưng, rồi có nhiều hòn núi sắt từ bốn phía lăn đến nghiền nát họ ra. Sau đó họ lại hoàn hình như cũ, cứ thế mà chịu, đau đớn, hỏi lý do, Matali đáp, vì đời trước những cô nàng này đã phụ bạc chồng để đi ngoại tình. Yonemi lại thấy nhiều tội nhân khác cứ đi chổng đầu xuống và bị quỷ sứ tung thảy đau đớn, hỏi lý do, Matali đáp rằng, vì đời trước họ đã đi ngoại tình với vợ khác, lợi dụng tình cảm đó để lấy của cải quý giá. Thế rồi, thiên xa dừng lại ở địa ngục Thích Miên Lâm. Yonemi thấy các chúng sinh ở đây bị hành hạ trong những khu rừng gòn gai, hỏi hạnh nghiệp của họ. Thiên tử Matali trả lời rằng vì đời trước họ là những người tà kiến, không tin lý nhân quả, không chấp những gì mà trí tuệ non kém của mình không soi thấu được. Biệt giải về các địa ngục vô gián, Avicii. 1. Các diễn viên sân khấu, các ca sĩ cùng vũ nữ, những người sống chủ yếu về dục cảm, và cố tình lôi cuốn người khác cùng quay cuồng, đam mê, chịu ảnh hưởng theo mình, thì sau khi chết sẽ bị sinh vào một cảnh địa ngục tên là Mahasa. Tại đây họ sống như thác loạn, cũng nhảy múa gào thét, nhưng là đau đớn, chứ không phải thưởng thức hưởng thụ nữa. Điều này y cứ vào Salaya Tanasam Yuta Thakatha. Đại ý, đã gọi là địa ngục thì không thể nào có được nụ cười, nhưng sở dĩ địa ngục này mang tên Pahasa, hì tiếu, vì trên hình thức các tội nhân giống như đang ca hát khiêu vũ, mà thật ra trong từng giây phút họ bị đốt cháy đau đớn. 2. Những ai khi còn là nhân loại có bản tính xung sát, thích thú trong việc chiến đấu đâm chém, thì sau khi chết sẽ bị sinh vào địa ngục Aparajita. Tại đây các tội nhân cũng cưỡi voi cưỡi ngựa, cầm gươm giáo xông vào nhau để đâm chém suốt ngày này qua tháng khác. Trong Salaya Tana Samuya Tathakatha đã nói như vậy. 3. Những ai cố tình vu cáo xuyên tạc bôi nhọ bậc thánh nhân thì sau khi chết sẽ bị sinh vào một trong 10 địa ngục vô gián còn lại, như trường hợp tỳ kheo Kolalika, bạn thân của Devadatta, đã xuyên tạc hai vị chí thượng thinh văn là đã phạm tội Parajika. Do ác nghiệp vu cáo thánh nhân như thế, sau khi chết, Kolalika sinh vào địa ngục Mahapaduma. Nói về hạn định tuổi thọ của các địa ngục này thì trong chánh tạng có giải thích rằng, ví dụ như có một cỗ xe bò đựng 490.600.000 hạt mè, rồi mỗi thế kỷ có người lấy ra một hạt, cho đến khi nào trên xe bò không còn hạt mè nữa thì đó là hạn định tuổi thọ ở địa ngục Abuda
tuổi thọ địa ngục Nirabuddha nhiều gấp 10 lần địa ngục Abuddha, tuổi thọ địa ngục Ababa nhiều gấp 10 lần địa ngục Nirabuddha. Cứ thế, các địa ngục vô gián sau đây: Ahaha, Atata, Kumuda, Sogandika, Upala, Pudarika đều có hạn định tuổi thọ hơn kém nhau trên tỷ lệ 1/10. Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Tỷ kheo Devadatta do gây nhiều trọng nghiệp như xúc phạm bậc đạo sư và chia sẻ tăng chúng nên sau khi chết đã lập tức sinh vào địa ngục Avitri. Tại đây ông có chiều cao 100 do tuần, từ mang tai trở lên bị ngập sâu trong một miếng sắt cháy đỏ, từ mắt cá chân trở xuống cũng bị lún trong một miếng sắt cháy đỏ. Hai tay ông bị quạt ngược ra sau và có một cây đinh to bằng cây thốt nốt xỏ ngang hai tay đó. Thân thể ông bị giáo thương đâm trổ bốn phía, từ trước ra sau, từ phải qua trái, từ đỉnh đầu bị đâm trở xuống dưới, và lúc nào ông cũng bị lửa đốt như thiêu. Tuy thế, một ức đại kiếp nữa ông sẽ trở thành một đức Phật độc giác hồng danh là Atisara, bởi ông đã tạo trữ ba la mật suốt hai A Tăng kỳ trước đây. Giả chăng, trước khi bị rút hẳn cả người vào lòng đất, ông đã chắp tay đưa lên đỉnh đầu, hướng tâm về đức Phật đọc lên lời lễ bái ngài. Với đống xương tàn này, con xin cúng dường đức Phật, một bậc tối thượng nhân, tối thượng thiên nhân, bậc sa phu điều ngự con người, bậc nhân có đủ trăm phúc tướng, với những hơi thở còn lại, con xin quy ngưỡng đức Phật. Chuyện vua xứ Dandaki. Thở xưa tại Varanasi có một nhà vua tên Dandaki, hoàng thành của ông ta tên Kumbhavati. Cả ông lẫn thần dân trong xứ đều là những người tà kiến. Ngày kia có một vị đạo sĩ tên Kisavatra từ bờ sông Gohavari đến ngự uyển của vua Dandaki để trú ngụ. Tại đây, ngài được vị tướng soái của vua hộ độ. Điều cần nhớ là đạo sĩ Kisavatra đã chứng đạt ngũ thông bát định. Thế rồi một hôm, trong cung vua Dandaki có một nàng phi tần bị thất sủng, nghĩa là nàng không được nhà vua tin yêu như trước nữa và đuổi ra khỏi hoàng cung. Buồn nản cùng cực, nàng phi tần bất hạnh ấy đi vào ngự uyển, chỗ ngụ của đạo sĩ Kisavatra. Bất chợt trông thấy ngài, nàng ta suy nghĩ, mấy ông thầy tu này là những tên suối quẩy nhất. Nếu ta đem đồ dơ trong mình ra đổ lên đầu ông này thì kể như mọi xui xẻo cũng được giải trừ. Nghĩ vậy rồi nàng phi tần đi lấy đồ đánh răng đến, súc miệng trên đầu vị đạo sĩ và ném luôn bàn chải lên đầu ngài, rồi đi tắm rửa. Vài hôm sau nhà vua nhớ đến nàng phi tần thất sủng nọ, bèn gọi vào cung, phục hồi địa vị. Đó là một việc tình cờ, nhưng nàng phi tần cứ ngỡ là do mình đã làm hành động xả xui nơi vị đạo sĩ. Không bao lâu, vua lại thải hồi cả vị quan giáo sĩ cho về giường làm dân. Ông này tìm tới nàng phi tần kia và hỏi thăm nàng đã làm thế nào để được vua tin yêu. Trở lại như vậy, nàng ta bèn kể lại việc mình làm nhục vị đạo sĩ trong giường ngự uyển. Ông quan giáo sĩ làm theo đó và lạ thay, mấy hôm sau, vua lại gọi ông ta vào triều phục chức như cũ. Thật ra, trường hợp may mắn của nàng phi tần, ông quan giáo sĩ nọ là do phước cũ đời trước, chớ nào phải do hành động vô nhân của họ đối với vị đạo sĩ. Nhưng vì ngây ngô dựa vào sự việc trước mắt ấy, nên cả hai người đều tin rằng nhờ hành động vô nhân đó mà họ được đắc sủng. Thế rồi vua Dandaki nhận được tin là ở vùng biên thùy có phiến loạn, ông ta bèn chuẩn bị các quân đi bình định. Trước khi lên đường theo lời khải tấu của quan giáo sĩ, vua Dandaki kéo quân lính vào ngự uyển, lấy bàn chải súc miệng trên đầu đạo sĩ Kisavatra, rồi
bao nhiêu bàn chải của ông ta cùng quân lính khi xài xong đều đem dứt lên đầu ngài. Sau đó cả bọn đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi bắt đầu tiến ra biên thùy. Trong trận đánh ấy với quân phiến loạn, vua Dandaki đã chiến thắng một cách dễ dàng vì cuộc chiến giữa đôi bên chỉ diễn ra trong 7 ngày rồi kết thúc. Nói về vị tướng soái của vua Dandaki, sau khi vua cùng quân lính rút đi rồi, ngài đi vào tắm rửa săn sóc cho vị đạo sĩ thầy mình rồi an ủi ngài. Vị đạo sĩ bảo, chư thiên trong xứ này đã nổi giận trước hành động hỗn sự của vua quan dân chúng đối với ta, nên các vị đã quyết định rằng một tuần lễ nữa sẽ giáng đại họa xuống đất nước này, do đó ông hãy cùng gia quyến tranh thủ rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tới ngày vua Dandaki dẫn quân trở về, dù được quan tướng soái cho biết sự kiện sắp xảy ra, ông ta cũng chẳng tin và cứ mở đại yến ăn mừng. Vị tướng soái lập tức đưa gia đình của mình bỏ xứ ra đi. Thế rồi lúc đó, trên bầu trời của kinh đô, Kumbhavati bỗng dưng dần vũ tối đen, rồi một cơn mưa đổ ập xuống, lúc đầu là nước, sau đó là cát, bông hoa, rồi đến vàng bạc cùng các món trang sức xinh đẹp quý giá. Mọi người thấy vậy liền bỏ chạy ra đường để nhặt lấy. Ngay lúc ấy từ trên không trung, các món vũ khí bén nhọn rơi xuống tới tấp trên đầu họ. Thế là chỉ trong giây lát, cả kinh thành Kumbhavati đầy dẫy những xác chết. Trước khi cơn mưa đổ xuống, thầy của đạo sĩ Kisavacha là sư trưởng Sarabanga đã biết được sự việc và sai hai đạo sĩ khác đến cứu Kisavacha bằng thần thông. Chú thích: thầy của đạo sĩ Kisavacha là sư trưởng Sarabanga, tức là tiền thân Đức Phật, hết chú thích. Nói về vua Dandaki cùng toàn thể thần dân ác kiến của mình, sau khi chết đau đớn như vậy đã sinh vào địa ngục Kukula